Hello, xin chào anh em. Nên mình review cách sửa uốn lại các cái cánh máy bay flycam nó bị cong vênh, nó bị vênh vẹo các cái đầu cánh ấy, vênh vẹo và một số cái thì còn bị những cái lỗi xước ở cả giữa cánh này. Đây chỉ là một cái những cái tình huống khắc phục tình thế. Đấy, nó bị cong vênh này. Đấy, nó bị cong vênh do flycam của mình cọ vào cây và tường. Đây, nó đã thẳng ra. Ta chỉ dùng nước nóng thôi, cho vào một cái một cái bát kim loại hoặc cái như cái nồi kim loại nhỏ đấy. Cứ làm dần dần thế thôi.